Ây, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì trang phục Murat Bakuya của chúng ta đã quay trở lại rồi. Thì sau đây thì mình sẽ thông báo cho người về chi tiết thời gian quay trở lại, và mình sẽ review cho mọi người về thể lệ của sự kiện, và chia sẻ cho mọi người về sự kiện này tổng kết lại xem tầm khoảng bao nhiêu con huy để cho mọi người chuẩn bị nha. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây 1 like, ra đăng ký kênh, bình luận ra phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn, để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm các bạn rất là nhiều luôn. Và như thế đây, mình có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, các bạn thể bớt chút thời gian các bạn qua kênh Niran Stone mô hình này, mọi người đăng ký kênh. Tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình, để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nha mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé. Các bạn xem cũng được. Và sau đây là thời gian quay trở lại của trang phục Murat Bakuya như sau. Thì trang phục Murat Bakuya sẽ quay trở lại vào ngày 16 tháng 7 và sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7. Thì một số bạn sẽ hỏi mình là anh ơi, tầm khoảng mấy giờ sự kiện sẽ bắt đầu ấy? Thì tầm khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay, tầm khoảng gần trưa ấy mọi người, thì sự kiện sẽ bắt đầu nhé. Đó. Thì hầu như những cái sự kiện như này thì phải tầm khoảng 10 giờ sự kiện sẽ bắt đầu cơ. Thì một số bạn sẽ hỏi mình là anh ơi, sự kiện này săn tầm bao nhiêu con huy? Thì sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về chi tiết thể lệ của sự kiện, và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao các bạn có thể săn skin này chỉ tầm khoảng 1-8 con huy là đã ra trang phục rồi nhé. Ok, thì các bạn đừng quên cho mình tham gia cho mình sự kiện nạp con huy, nhận vé quay skin của trang phục Bakuya. Đấy, thì mọi người chỉ cần đăng nhập ngày 2 mọi người sẽ được tầm khoảng một vé quay skin Bakuya rồi. Đồng thời các bạn sẽ tham gia những cái sự kiện khác để các bạn có thể là nhận được vé quay của skin Bakuya. Thì các bạn sẽ tiết kiệm được tầm khoảng 300 con huy gì đấy, tầm gần 300 con huy gì đấy. Đó. Thì thứ nhất là các bạn sẽ tham gia cho mình sự kiện. Đầu tiên là ưu đãi nạp con huy. Thì khi mọi người nạp cho mình các cột bốc 30 con huy, 300 con huy, 1.000 con huy và 2.000 con huy, thì đằng nào các bạn săn cho một Murat ấy thì các bạn sẽ nạp cho mình tầm 2.000 con huy rồi. Thì các bạn sẽ nhận được 1 vé, 2 vé, 3 vé, 3 vé quay skin Murat Bakuya kết hợp với đăng nhập nạp con huy xong đăng nhập 2 ngày nữa, thì các bạn sẽ nhận được tầm khoảng 4 vé skin Murat Bakuya. Thế các bạn sẽ tiết kiệm được gọi chắc là tầm khoảng 200-300 con huy rồi, đúng không? Đồng thời thì khi các bạn có những cái trang phục, ví dụ như là một có một trang phục của Blitz này, ví dụ các bạn có trang phục Anastasia và trang phục của Nidid rồi đấy, thì các bạn sẽ có tầm 2 trang phục, thì các bạn sẽ được thêm 2 vé nữa, là tức là các bạn sẽ tầm khoảng được 4 vé. Nếu mà các bạn có được 4 vé ấy, thì các bạn khả năng các bạn sẽ tiết kiệm được tầm khoảng 300, hơn 300 con huy gì đấy, mình nghĩ là tầm khoảng gần 300 con huy thôi. Đó. Thì mắc của sự kiện này ấy, thì các bạn sẽ để ý là mình sẽ giới thiệu cho mọi người về chi tiết thể lệ của sự kiện nhé. Thì các bạn sẽ thấy là sự kiện này có 1, 2, 3, 4, 5, 5 khu vực. Thì mỗi khu vực thì nó sẽ có các điểm khác nhau. Thì khi các bạn phá cho mình đủ các điểm, nó gọi là các căn cứ, mình sẽ gọi là căn cứ đi cho dễ. Thì mỗi một khu vực thì nó sẽ có các căn cứ khác nhau. Thì các bạn chỉ cần phá vỡ được cái đúng cái căn cứ đó, đúng được kiểu như là boss ở cái khu vực đó, thì các bạn sẽ mở được sang khu vực 2 nha. Thì mắc của sự kiện này ấy, thì các bạn sẽ mất hơn 2k con huy. Vừa rồi thì nếu các bạn nào có vé, các bạn nào các bạn tham gia sự kiện các bạn có vé ấy, thì các bạn sẽ mất tầm khoảng 1k8 con huy. Còn nếu anh em nào may mắn sở hữu trong vùng này tầm khoảng 1k rưỡi con huy là ok rồi nhé. Còn đâu là mắc là các bạn sẽ mất tầm khoảng hơn 2.000 con huy là ra trang phục Murat Bakuya rồi. Đấy, thì các bạn tham gia sự kiện rất đơn giản thôi, các bạn sẽ vào các khu vực. Thì mỗi khu vực ấy thì các bạn sẽ để ý là sẽ có các địa căn cứ khác nhau. Thế các bạn chỉ cần vào cái căn cứ đó xong mọi người bấm thôi, chứ còn cái này không có mẹo gì cả. Tại vì trong đây thì các bạn biết là Gana lập trình sẵn rồi, thế nên là không có mẹo gì đâu. Thế các bạn cứ thế các bạn săn thôi nha. Thì các bạn chỉ cần mở cho mình các khu vực thôi, sự kiện rất đơn giản đúng không mọi người. Và cứ thế mọi người bấm thôi. Thì chuẩn bị mắc là tầm khoảng hơn 2.000 con huy gì đấy là các bạn đã sở trong Murat Bakuya nha. Thì hiện tại thì anh em nào có nhu cầu nạp con huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình đó 0359188612 nha. Thì các bạn thể nạp cho mình cái gói 960.000 thì các bạn sẽ nhận được hơn 2k con huy. Thì có thừa một chút con huy các bạn để sự kiện khác, hoặc là mọi người mua trang phục của Lữ Bố, Ichigo gì đó, thì mình thấy là cũng ok đúng không mọi người. Ok, thì sau đây thì mình sẽ review cho mọi người về chi tiết
màn xuất hiện và hiệu kỹ năng của trang phục Murad Mbekia này. Tại vì hiện tại bây giờ thì một số bạn không biết hiệu kỹ năng của trang phục Murad này có xịn sói không, tại vì một số bạn mới chơi game mà, nên là mình sẽ review cho mọi người. Nhất là màn xuất hiện, một màn xuất hiện các bạn sẽ thấy là rất nhiều cánh hoa anh đào luôn, đằng sau các bạn sẽ thấy là một cái kiểu khu phố. Đấy, nhìn sơ sơ qua về ngoại hình của Murad ấy, thì các bạn sẽ thấy là một số bạn bản là trang phục này thì được cái ngoại hình chỉ có hai màu đó, màu đen và màu trắng thôi, nhưng mà trông cái ngoại hình của nó rất là ok nhé mọi người, trông rất là cao ráo này. Đồng thời một số bạn sẽ hỏi là một số bạn sẽ thích ý, kiểu dạng như trang phục này là trang phục hợp tác, nên nó chủ yếu là các bạn đấy sẽ kiểu lấy hiệu ứng âm thanh là chính và ngoại hình của trang phục hợp tác. Và tiếp theo là hiệu kỹ năng nó tương tự với các bạn xem phim hoạt hình ấy, xem phim anime ấy, thế nên một số bạn sẽ rất là thích đúng không. Còn trang phục, mấy trang phục Murad kia thì một số bạn cũng khá là mong chờ trang phục Murad Zenitsu đúng không? Trang phục Murad Zenitsu thì khi nào mình sẽ chia sẻ các bạn sau. Còn trang phục này thì ngày hôm nay thì sẽ ra mắt rồi, để cho các bạn có thể sở hữu trang phục này tầm hơn Kagonui thì các bạn thấy là khá là ổn đúng không? Đấy, thì trước mặt mọi người ngoại hình của trang phục Murad Bekia đây. Thì rất tiếc là trang phục bậc S cộng thôi, thế nên sẽ không có hiệu miên về nhé, tiếc thật sự luôn. Trang phục đẹp này có hiệu miên về cũng phải xịn xò không? Săn tầm 1k8 con huy chứ có ít đâu anh em. Đây ngoại hình các bạn sẽ thấy là Murad sẽ cầm kiếm kiểu lướt về phía trước mọi người. Thì như cái đợt lần đầu tiên mình săn trang phục của Bright Toshizo ấy, thì mình săn trang phục đó là tầm gần 7k con huy luôn, 6k mấy con huy. Thế nên là không biết là lần này thì các bạn sẽ rẻ hơn, mình nghĩ là tầm chỉ cần 5k con huy là các bạn sẽ sở trong Bright nhé. Thì Bright thì mai mới ra thì mình sẽ chia sẻ các bạn sau để hiểu đánh thường này. Đó, các bạn sẽ chém ra các đợt hoa anh đào. Khi các bạn nội tại ấy, thì các bạn sẽ thấy là có một cái kiểu một cái nội tại xung quanh người hoa anh đào cũng rất đẹp luôn. Đó, đợt đánh thứ ba các bạn sẽ đánh ra kiểu xét luôn. Chiêu 1 này, các bạn sẽ lướt ra anh hoa anh đào, đồng thời các bạn sẽ hiện ra cái bóng ở đấy. Chiêu 2, khi các bạn kích hoạt chiêu 2 hay không thì các bạn sẽ tạo ra kiểu những cái kiếm ở xung quanh người các bạn xoay xung quanh ấy, đồng thời dưới chân các bạn sẽ có hiệu kiểu hiệu một hồng hồng rất đẹp luôn. Chiêu cuối nha, thì khi các bạn kích hoạt chiêu cuối hay không thì các bạn sẽ tạo ra kiểu như là một con phượng ấy, hay là một cái kiểu luồng màu hồng kiểu chéo trông rất đẹp. Đó, xong hiện bóng Murad màu hồng hồng rất đẹp luôn. Thì người đánh giá sao về trong Murad này có đáng săn hay không thì các bạn thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Và sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và cảm ơn bạn xem hết video clip mình, và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.